Phương pháp chữa lành mọi bệnh. Có một phương pháp để chữa lành mọi bệnh tật, đó chính là thiền định và thương yêu người khác. Chỉ cần hai điều này. Nếu lúc nào chúng ta cũng ngồi đó lo lắng về bệnh tật hay tâm trạng của chính mình, thì càng lo càng bệnh. Càng dưỡng bệnh thì bệnh càng nặng hơn. Ngày nay các khoa học gia cũng nói điều tương tự. Họ nói rằng khi bị cảm lạnh, chúng ta thường dùng cớ này để nghỉ ở nhà. Điều này không cần thiết. Có thể tiếp tục làm việc, nếu cần thì uống thuốc. Chúng ta nên giữ ấm cho thân thể rồi tiếp tục làm việc. Nếu mình tiếp tục làm việc thì hệ thống bên trong cơ thể sẽ tự bắt buộc phải kháng lại bệnh tật, rồi mình sẽ bình phục. Nếu có nhiều thời gian, mình có thể giúp đỡ người khác như hàng xóm, trẻ mồ côi, quá phụ, nhân dân. Xem ai cần gì thì mình giúp họ điều đó. Đừng cứ ngồi đó lo lắng về tâm trạng và thân thể của mình. Càng lo lắng cho bản thân, mình càng mệt mỏi và đau ốm. Suy nghĩ cho người khác thì tốt hơn cho mình. Từ trường của đầu bếp có thể ô nhiễm thức ăn. Quý vị muốn ăn gì thì ăn, nhưng quý vị cần biết rõ mình đang ăn gì. Đôi khi ăn càng nhiều, cơ thể càng cảm thấy nặng nề, mệt mỏi. Tôi có nói về điều này ở Nhật. Trong những chùa Nhật, chỉ có cao tăng đã tu hành lâu và có từ trường tốt mới có thể nấu ăn. Họ không tùy tiện để những vị tăng mới nấu cho mọi người. Vì người mới đến không có từ trường tốt, thật sự là như vậy. Càng tu hành, quý vị càng trở nên mẫn cảm hơn, và rồi quý vị sẽ biết rằng từ trường của một người thật sự có thể ô nhiễm thức ăn. Điều này không chỉ xảy ra khi chúng ta nấu thức ăn, mà kể cả khi thức ăn được chế biến trong hãng xưởng. Vì vậy, khi chúng ta ăn quá nhiều thứ, linh thể chúng ta cũng bị kéo xuống. Rất dễ sợ. Đó là lý do những người tham lam, ham muốn nhiều thứ, thật sự không khôn ngoan lắm. Bởi vậy, từ thời xưa, những vị như Phật Thích Ca Mâu Ni và Chúa Giêsu Kitô thậm chí không muốn mang giày. Bởi vì càng lấy ít từ thế giới này, mình càng tự tại và hạnh phúc hơn. Đó là lý do các ngài có thể tu hành đến đẳng cấp cao như vậy. Ngày nay chúng ta có quá nhiều thứ vật chất, bởi vậy cho nên khó tu hành hơn. Thật sự là như vậy. Tôi biết điều này từ kinh nghiệm bản thân. Khi thiền nhiều hơn, tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Dễ chịu hơn nhiều, không chỉ một chút. Như là 90% khá hơn. Đúng vậy, khoảng 90%. 80% hoặc 90%. Cho nên tôi không cần uống thuốc nhiều, chỉ sinh tố, dĩ nhiên. Và tôi ăn ngày 2 bữa, chỉ chút ít, không quá nhiều. Tôi ăn rất nhiều trái cây và thực vật sống, có trái. Họ cũng nấu cho tôi, 2 người rất tốt bụng nấu cho tôi. Nhưng nếu ngày nào họ bồn chồn hoặc phân tâm, thì tôi không ăn được những gì họ nấu. Tôi biết rằng thức ăn hôm đó sẽ không ngon, cho nên tôi cắt một ít trái cây để ăn, rồi cảm thấy tốt hơn nhiều. Thật sự không phải nhờ thuốc men, tắm nắng và thư giãn, đó là điều quan trọng nhất. Về hành và tỏi, con có thể thỉnh thoảng dùng hành tỏi không? Nếu họ muốn, nếu người ta muốn, như vậy không sao. Nhưng tại sao quý vị phải dùng? Chỉ khi cần thiết nhé. Hành không tệ lắm, nhưng tỏi thì rất hôi. Chỉ nên ăn ở nơi riêng tư nếu quý vị thật sự thích, chỉ vậy thôi. Rất hôi, phải mất 3 ngày mới rửa sạch khỏi thân thể quý vị. Với bạc hà và mọi gia vị, đại khái vậy. Đừng nấu tỏi cho thiền đường, bởi vì người ta đến đó, và nếu họ ngồi đó thở mùi tỏi vào mũi nhau, thì không được hay đẹp lắm. Chỉ về điểm đó hay có gì liên quan đến trí huệ không? Nếu quý vị hôi như vậy, trí huệ của quý vị cũng muốn chạy mất, phải không? Bình thường chúng ta không nên ăn những thứ đó, vì hành tỏi thật sự không tốt lắm. Thỉnh thoảng ăn, đôi khi không sao, nhưng đừng ăn thường. Về việc dùng quạt điện, tôi muốn gọi điện thoại để nói rằng nếu quý vị có quạt thì đừng để quạt luôn thổi thẳng vào mặt mình nha. Có lẽ chỉ vài phút để quý vị hạ nhiệt, rồi xoay quạt sang phần khác của thân thể hay qua một bên. Nếu đủ mát rồi thì đừng xoay quạt
thẳng vào thân thể, bởi vì bụi từ phòng hay chỗ của quý vị sẽ thổi vào mũi quý vị. Đôi khi nó mang theo thứ gì đó không tốt. Nếu quý vị không lau sạch quạt mỗi ngày, biết đàn ông quý vị rồi. Bởi vì tôi vừa thấy trong bản tin họ nói rằng quạt có thể khiến quý vị bị đau ốm hoặc làm khô da. Ồ, quý vị đâu thích vậy? Quý vị muốn đẹp trai mà ha. Và họ cũng nói quạt khiến quý vị bị đau họng và ho. Đôi khi nếu quý vị ho vào ban đêm, vì lý do gì đó. Nếu ban đêm tôi mở quạt vì đôi khi tôi muốn tiết kiệm máy lạnh, thì tôi để quạt bên cạnh, thổi lên mặt để hạ nhiệt, rồi tôi ho. Và cổ họng rất khô, hầu như đau vào buổi sáng. Nếu ban đêm thức dậy và ho vài lần, quý vị hãy uống 3 ngụm nước thật nhỏ. Luôn luôn để nước bên cạnh, nước sạch, và quý vị chỉ uống 3 ngụm nhỏ, không uống nhiều. Đó là cách chữa bệnh. Hy vọng tôi nói với quý vị và sau đó tôi vẫn giữ được vậy. Mỗi lần nói với quý vị gì đó, sau đó tôi không có nó nữa. Đừng lo lắng, tôi có mấy thứ khác. Dinh dưỡng thích ứng với chấn động lực của địa cầu. Trái cây tốt cho quý vị, rất dễ chấp nhận cho cơ thể. Chúng ta ăn thức ăn nấu bởi vì chúng ta quen rồi, từ khi còn là em bé. Ai cũng cho ăn loại thức ăn này, và rồi chúng ta quen với nó và ăn quen. Ngay cả với thịt và cá cũng vậy, chúng ta sinh ra không ăn thịt cá, nhưng quen đi. Tốt hơn chúng ta nên tập thói quen mới. Nhưng giờ đã nhiều năm rồi cho nên đã đến lúc chúng ta trưởng thành. Tôi cũng trưởng thành. Chúng ta cùng trưởng thành. Rồi chúng ta thay đổi một chút, thói quen tốt hơn, đời sống giản dị hơn. Càng đơn giản, quý vị sẽ càng cảm thấy tốt hơn. Thiền càng nhiều, quý vị càng cảm thấy rất thăng hoa, rất nhẹ nhàng. Tuy vậy, nếu có người mới đến, vẫn còn thích theo hệ thống nấu ăn, thì cũng được với chúng ta, miễn là không dùng sản phẩm động vật. Cho dù quý vị vẫn còn thích ăn cơm, thì cứ nấu chỉ cơm mà thôi. Và phần còn lại, quý vị chỉ ăn nguội với cơm, đậu hũ có thể ăn như vậy với cơm, hoặc rau sống. Quý vị thái mỏng, ăn với cơm và nêm chút nước tương là rất ngon rồi. Chúng ta chưa khám phá mọi đặc tính của trái cây. Thật ra một số người đã khám phá ra và họ nói, thí dụ một trái cà chua chứa hàng ngàn yếu tố dinh dưỡng trong đó. Tôi không nhớ về những trái khác, do đó xin đừng chỉ ăn cà chua thôi. Rồi nếu quý vị trông giống cà chua thì đừng trách tôi. Chúng ta phải đi từng bước một với nhịp tiến của nhân loại. Thưa sư phụ, khi địa cầu tiến hóa, cơ thể chúng ta chắc phải thay đổi, có đúng vậy không? Bây giờ khi ăn thức ăn nấu, con cảm thấy rất khác. Phải, thì đừng ăn thức ăn nấu. Hãy cố đổi sang lối dinh dưỡng khác hợp với chấn động lực hiện tại của cơ thể quý vị, cũng như chấn động lực của địa cầu. Đừng ăn thức ăn thừa. Nhân tiện nói về hương vị, nếu có thể quý vị đừng ăn thức ăn thừa nhé. Bởi vì ma quỷ rất thích thức ăn thừa, nên chúng sẽ lấy mất sự tinh khiết của thức ăn. Vì vậy, nếu ăn lại thức ăn thừa, quý vị sẽ bị nhiễm từ trường của ma quỷ, không tốt lắm. Cố gắng nấu vừa đủ, rồi sau đó ăn hết, bữa sau mình lại nấu nữa. Ma quỷ không thể đến gần quý vị, bởi vì nếu quý vị nghiêm trì ngũ giới và thiền đủ, ma quỷ không thể đến gần quý vị. Nhưng chúng không cần phải đến gần quý vị để lấy đi hương vị thức ăn. Cho nên nếu ăn lại thức ăn thừa thì có vẻ như quý vị đang ăn đồ ăn thừa của ma quỷ. Ma quỷ không cần phải ở gần quý vị để tận hưởng hương vị từ thức ăn thừa của quý vị. Bởi vì hương vị cũng giống như khói hoặc mùi thơm. Hương thơm của thức ăn hoặc của hoa. Mùi thơm lan tỏa vào không khí hoặc bầu khí quyển như vậy chúng cũng có thể thưởng thức mùi đó. Chúng được phép. Nhưng tôi thấy rất tội nghiệp cho chúng. Nên tôi thường để lại một hoặc hai miếng sau khi ăn xong, để chúng có thể chia sẻ hương vị đó. Quý vị có thể làm giống vậy nếu muốn. Nếu nấu quá nhiều, quý vị múc ra một ít vừa đủ ăn, và chỗ thức ăn còn lại vẫn không sao. Chẳng hạn nếu quý vị đang ăn và bận làm việc gì đó, như tôi đôi khi cũng vậy, vẫn còn thức ăn chưa ăn hết, và quý vị lại phải làm việc, và muốn để đó chút nữa ăn tiếp, trong vòng 9 phút thì không sao.
Nhưng sau 9 phút, ma quỷ được phép ăn thức ăn của dị. Vì đó như là thức ăn thừa, giống như thức ăn bỏ đi. Chúng không có đủ công đức để ăn thức ăn mới và tuyệt hảo, nên chúng được phép ăn bất cứ gì gọi là thức ăn thừa, bỏ đi. Do đó tốt hơn là chúng ta ăn thức ăn mới, tốt hơn nhé. Nếu không, quý vị có thể cảm thấy căng thẳng, bất an, không tĩnh tâm để ngồi thiền, hoặc để giải quyết nhiều chuyện trên thế giới. Cá nhân tôi cũng có kinh nghiệm đó, cho nên tôi nói với quý vị sự thật. Nhưng ở thế giới này, đôi khi rất khó cho mình giữ những nguyên tắc đó. Giống như đa số các tỳ kheo, những tỳ kheo tu theo Đức Phật, họ chỉ ăn trước giờ ngọ. Sau giờ ngọ họ không ăn nữa. Thứ nhất, bởi vì họ phải tọa thiền và đến dự pháp hội của Đức Phật để nghe Ngài giảng pháp, bởi vì họ không thể đi khất thực bên ngoài cả ngày, cho nên họ khất thực một lần, đi một lần, rồi sau khi ăn, họ phải tắm rửa, và rồi đi cộng tu giống như cách quý vị đi cộng tu. Đó là khi Đức Phật vẫn còn tại thế, cho nên các tỳ kheo không ăn sau giờ ngọ. Vì cho đến 3 giờ vẫn là thời điểm tốt. Cho đến 3 giờ chiều vẫn là thời điểm tốt để ăn. Tối đa tới 6 giờ là thời điểm tốt nhất để ăn. Sau giờ này, lực lượng phủ định sẽ thống trị. Và sau đó, bất cứ gì quý vị ăn đều có thể trở nên khó tiêu hoặc có thể làm cho quý vị không khỏe như mình muốn, vì thức ăn bị nhiễm từ trường phủ định. Trước 6 giờ thì không sao. Sau 3 giờ chiều là tới vùng thời gian của lực lượng phủ định trong thế giới chúng ta. Nhưng cho đến 6 giờ chiều, mặt trời vẫn còn chiếu sáng. Lý do chúng ta vẫn có thể ăn cho đến 6 giờ chiều là vì mặt trời luôn làm cho mấy loại ma quỷ này khiếp sợ. Mấy loại ma quỷ này và những loại khác thấp hơn, yếu hơn, không phải tất cả chúng đều sợ. Nhưng ma quỷ, dù sao thì chúng vẫn là hạ đẳng. Vì vậy, đến 6 giờ chiều, mặt trời vẫn còn đó. Dù quý vị không thấy mặt trời như vào ngày nhiều mây, ngày mưa, nhưng mặt trời vẫn ở đó. Năng lượng của mặt trời vẫn đang tỏa khắp thế gian. Vì vậy, nếu quý vị ăn trong những giờ này, tối đa đến 6 giờ chiều, từ 3 giờ sáng sớm đến 6 giờ chiều, thì không sao. Tốt hơn là sau giờ đó không nên ăn. Tối đa đến 6 giờ chiều chúng ta có thể ăn bởi vì mặt trời vẫn còn ở đó. Nhưng giờ đó khác nhau ở mỗi quốc gia, tùy theo mặt trời lặn lúc mấy giờ. Ngoài ra còn tùy theo mùa nữa, chỉ cần ăn trước khi mặt trời lặn thì sẽ tốt. Tôi thì không sao, tôi có thể ăn bất cứ lúc nào tôi muốn hoặc không ăn. Vì trong môi trường của tôi đã tạo ra, hoặc thiên đàng đã tạo ra cùng với tôi, vùng được bảo vệ. Vậy tôi không bị nguy hại nhiều từ bất cứ điều gì tôi làm. Nhưng đa số người, họ có thể bị những ảnh hưởng xấu từ lực lượng phủ định trên thế giới này. Có lẽ đó là lý do tại sao thế giới chúng ta thường rất bất an. Ngay cả ở một quốc gia hòa bình cũng không có từ trường tốt như ở thiên đàng. Và rồi chúng ta ăn nhiều thứ như hành, tỏi và những thứ như vậy cũng làm cho mình bất an, ít bình an hơn. Không biết sao bây giờ ta lại nói về hành và tỏi. Chúng cũng là một loại thuốc. Ở Tây Phương, như đôi khi tôi ở Pháp hoặc ở Anh Quốc, người ta nấu súp hành vào mùa đông để ngừa cảm lạnh. Ngoài ra, đôi khi họ để hành trong túi của con họ để phòng ngừa cảm lạnh. Đồng thời tỏi đôi lúc cũng lọc sạch máu của mình trong một vài trường hợp. Nhưng đừng ăn thường xuyên. Mặc dù tỏi hành có dược tính, nhưng nó cũng có tác dụng xấu về tâm linh, tác dụng phụ. Còn về thức ăn sống thì sao ạ? Còn về cái gì? Thức ăn sống. À, thức ăn sống. Dạ, ma quỷ vẫn ăn sau 9 phút. Phải, bất cứ thức ăn gì còn thừa, chúng đều được phép ăn, nếu chúng muốn. Thức ăn với rất nhiều hương vị, dĩ nhiên chúng thích bởi vì chúng có thể cảm nhận. Mặc dù chúng không có thân thể, nhưng chúng có thể cảm nhận từ xa. Vì vậy, từ khoảng cách xa, chúng có thể ngửi hương vị từ thức ăn của quý vị. Thức ăn sống cũng có tác dụng khác, như enzyme vẫn còn đang sống. Vậy, nếu có thể, nếu quý vị rất nhạy cảm, đôi khi tôi rất nhạy cảm và tôi cảm nhận được điều đó. Nó cũng làm cho quý vị cảm thấy hơi bất an, nhưng một số người lại nghĩ đó là năng lượng. Điều đó còn tùy nếu quý vị cần hoạt động nhiều, hay là nếu quý vị thích có thời gian yên tĩnh hơn.
Cũng tùy theo quý vị có nhạy cảm nhiều đối với tính hoạt động của enzyme, sự hoạt động của enzyme hay không. Thức ăn, nếu múc một nửa vào bát khác rồi ăn, và thức ăn còn lại ở đó, nếu quý vị chưa chạm vào, không có chút nước miếng nào, hoặc chưa ăn từ bát đó rồi để lại, thì không sao. Nhưng nếu quý vị ăn nửa bát và để lại nửa bát, cùng bát đó, cùng thức ăn đó, nhưng đã ăn phân nửa, để lại phân nửa, thì phần để lại được coi là thừa. Còn việc nếm thức ăn mình nấu thì sao ạ? Quý vị nếm bằng muỗng khác, lấy một cái muỗng cho thức ăn vào chén hoặc ly nhỏ. Quý vị nếm từ chén đó thì thức ăn vẫn không sao. Đó là tại sao trong Kinh Phật, Đức Phật dạy rằng, bất cứ gì chưa được cúng dường lên Đức Phật thì không được ăn, thấy không? Thứ nhất, bởi vì lòng tôn kính. Thứ hai, bởi vì có lẽ nó là như vậy. Ma quỷ đã nếm thử thức ăn rồi, và nếu Đức Phật ăn vào thì không tốt. Thậm chí không tốt cho chúng ta, vậy làm sao có thể tốt cho Đức Phật? Nhưng đối với Đức Phật có lẽ không sao, có lẽ bởi vì Phật có lực lượng bảo vệ. Nhưng thời đó, Ngài có nhiều tăng chúng. Vậy nên khi nếm thức ăn, chúng ta nên có một cái chén khác thì thức ăn vẫn còn tinh khiết và mới. Ngoài ra, khi ăn thức ăn còn dư lại hoặc qua đêm thì cũng không tốt. Tốt hơn là nên ăn thức ăn mới mỗi ngày, thậm chí đừng nấu hôm nay rồi ngày mai ăn. Nhưng vì tiện lợi, đôi khi tôi làm vậy. Tôi không có thời gian nấu hoài. Cất thức ăn vào tủ lạnh và nó vẫn còn tươi mới, chỉ cần lấy ra rồi ăn. Tuy lạnh nhưng thức ăn vẫn còn ngon. Dĩ nhiên thức ăn nóng ngon hơn, quý vị đã quen như vậy. Thức ăn nóng và tươi mới, ăn ngon hơn là từ tủ lạnh. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng có sự lựa chọn. Tôi rất bận, rất bận. Không ăn ngũ vị tân. Quý vị làm gì ở nhà tôi không thể kiểm soát. Nhưng tôi bảo quý vị trên tivi của mình. Trên tivi tôi đã bảo quý vị không ăn hành, tỏi, vân vân. Không ăn ngũ vị tân. Những thứ tôi đã liệt kê cho quý vị, bao gồm những loại cùng họ. Ví dụ như tỏi tây, bò rô. Đừng ăn những loại cùng họ này, hiểu không? Chúng thực sự có ảnh hưởng. Nhưng có lẽ quý vị không biết và nghĩ rằng không sao. Tôi không khắt khe quá đâu. Ăn chúng cũng không coi là sát sanh. Nhưng ví dụ nếu quý vị muốn đến đây để bế quan, những thứ này sẽ không tốt cho quý vị và sự thiền định của quý vị sẽ không ổn định. Quý vị sẽ bị tạp niệm và dấy lên những ham muốn thân thể. Năng lượng phủ định sẽ đi vào quý vị. Tôi không đùa đâu. Đúng vậy đó. Khi ở nhà và nấu ăn với hành, quý vị sẽ không cảm thấy gì vì quý vị bận bịu chạy tới chạy lui và dù sao quý vị cũng có gia đình. Nhưng khi bế quan hoặc ngồi tĩnh lặng trong vài ngày, nó sẽ tấn công quý vị ngay lập tức. Năng lượng của nó là như thế. Như mặt trời cho quý vị ấm áp, lửa làm quý vị cảm thấy nóng và băng đá làm quý vị cảm thấy lạnh. Hành và tỏi, phẩm chất của chúng là như thế. Bản chất của chúng là vậy. Giống như một loại độc dược trong vô hại, nhưng nếu ăn vào quý vị sẽ chết. Phẩm chất của nó khác. Đừng ăn những thứ đó. Khi quý vị đến đây, đừng nấu mấy thứ đó cho chúng tôi. Nó làm hại người khác và hại tôi. Đôi khi tôi ăn nhầm bởi vì tôi không biết là nó đã được bỏ vào súp hoặc những món khác. Vì họ cắt rất nhỏ và màu sắc nó đã thay đổi. Có lẽ thêm nước tương làm thay đổi màu sắc của nó, trông không giống hành tây nữa. Nhưng khi ăn vào quý vị cảm thấy khác. Nó không làm hại ai, nhưng nó không tốt cho sự tu hành của mình. Tôi không có ý kiểm soát quý vị khi quý vị ở nhà, nhưng tốt hơn hết là đừng ăn hoặc đừng nấu nó khi quý vị đến đây, hiểu không? Ở nhà nếu quý vị muốn cẩu thả, tôi không làm gì quý vị được. Ở đây quý vị không được nấu mấy thứ đó cho mọi người ăn. May là tôi ăn với mọi người mỗi ngày, bởi vì tôi muốn biết quý vị nấu món gì cho mọi người. Quý vị có thể nấu đặc biệt ngon cho tôi ăn, nhưng tùy tiện cho mọi người khác. Cho nên tôi ăn thức ăn giống như mọi người. Tôi nói giống y hệt, không thêm không bớt, thành ra tôi biết được. Nếu cứ nấu ăn như thế này thì quý vị đến đây thiền có ích gì đâu. Tâm mình sẽ không ổn định và từ trường sẽ không tốt. Không chỉ hôi không đâu, mùi hôi chỉ là vấn đề vật chất, nhưng mùi hôi vô hình thì tận thiên đàng cũng ngửi thấy. Dù sao thì ngũ vị tân không tốt cho sự tu hành của quý vị.
Nó chắc chắn sẽ gây ra các vấn đề và rồi nó ảnh hưởng đến tôi. Ngoài mọi người khác ra, mai là tôi ăn với quý vị. Hãy nhớ lời tôi dặn và đừng tái phạm, bằng không tôi sẽ không phạt nhẹ đâu. Tôi cần bảo vệ mọi người, không phải chỉ mỗi mình quý vị. Một người có ngã chấp nặng nề hoặc một nhóm người có ngã chấp nặng nề. Quý vị muốn làm gì thì làm, rồi xem tôi sẽ làm gì với quý vị. Tôi sẽ không làm gì nhiều, tôi chỉ tự ly khai khỏi những người đó. Những tác hại đã gây ra quá muộn để đảo ngược. Cách tốt nhất là đảm bảo sẽ không tái diễn nữa. Quý vị đến đây để thiền và thanh tịnh tu hành. Ở nhà đôi khi quý vị không bình tâm được, thành ra quý vị đến đây để thiền trong vài ngày. Nếu ăn những thứ đó vô, nó sẽ làm quý vị có những cảm giác thân thể khác thường và quý vị không thể ngồi ổn định. Quý vị sẽ có tư tưởng dớ dẫn và không trong sạch. Rồi làm sao đây? Không nên như vậy. Cho dù thức ăn ngon thế nào đi chăng nữa, linh thể mới là quan trọng nhất, không phải nhục thể. Nhục thể có thể ăn bất cứ món nào có sẵn. Hãy nhìn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là hoàng tử có thể ăn đủ loại sơn hào hải vị, cớ sao ngài phải đi khất thực, và người ta cho gì thì ăn nấy. Điều này cho thấy rằng chúng ta ăn là để duy trì một chút kết nối với thế giới. Nếu ngừng ăn uống chúng ta sẽ chết rất sớm, bởi vì chúng ta không còn hoặc có rất ít kết nối nghiệp với mọi người, thì chúng ta sẽ không sống lâu. Chúng ta nên chăm sóc thân thể vật chất này để tu hành, chứ không phải vì sợ chết. Có được thân người là điều cực kỳ khó khăn. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói gì về điều này? Quý vị Phật tử nói tôi nghe. Ai là Phật tử đâu giơ tay lên? Các Phật tử giơ tay lên. Một thôi ạ. Giỡn chơi sao? Nói tôi biết thân người khó đặng như thế nào. Dạ, tựa như con rùa, 1.000 năm mới nổi lên một lần, và có một khúc gỗ đang trôi qua. Có một cái lỗ, như con rùa 1.000 năm mới nổi lên một lần, rồi một khúc gỗ tình cờ trôi qua, mà nó có một cái lỗ, và con rùa chui đầu qua cái lỗ đó. Khó đặng đến như thế, hiểu không? Thân người thật sự khó đặng, chúng ta phải chăm sóc nó. Hãy nhìn bên ngoài kia thì quý vị sẽ biết. Luân hồi làm bò, ngựa, gà, vịt, thậm chí rùa, hoặc vô số côn trùng. Đáng thương làm sao? Con người chúng ta có khả năng làm bất cứ gì và bảo vệ chính mình. Chúng ta có thể kiếm tiền, xây nhà, lái xe và sử dụng máy vi tính. Chà, ngày càng thoải mái tiện nghi hơn, phát minh ra nhiều thứ hơn. Chỉ con người mới có khả năng này, loài vật thì không. Thậm chí còn có thần thông. Loài vật không thể tạo ra xe hơi, phước báo của họ khác. Làm người cho dù chúng ta không có thần thông, người khác sẽ chế tạo ra xe cho mình chạy, hoặc xây nhà cho mình ở. Chúng ta thậm chí không cần tự mình làm, đó là nói về khía cạnh vật chất thôi. Có thân thể vật chất này chúng ta mới tu hành được. Rất nhiều chúng sinh ước có được thân người, nhưng họ không thể. Thậm chí thiên vương cũng không vĩnh cửu, sớm hay muộn họ sẽ bị rơi xuống. Mặc dù họ có đại thần thông và cung điện huy hoàng, mặc dù họ thống trị 60 cõi thiên đàng, ở đây chúng ta chỉ là người thường, nhưng chúng ta có thể tu hành để đạt chân lý và giải thoát. Nhiều đời tổ tiên của chúng ta được siêu thăng, đây là thành tựu vĩ đại, không chúng sinh nào khác có thể làm được như thế. Vậy nên hãy chăm sóc thân thể cho thật tốt, ăn vừa đủ thôi, đừng bận tâm nó có ngon hay không. Chúng ta ăn để sinh tồn chứ không phải để thưởng thức hương vị. Bất cứ gì chúng ta có thể bỏ thì hãy xả bỏ. Như vậy sẽ giảm bớt ràng buộc. Không chỉ thức ăn thôi mà càng xả bỏ chúng ta càng tự tại hơn. Nhưng hãy nhớ cúng dường các vị minh sư, mười phương, quá khứ, hiện tại và vị lai. Trích đoạn từ các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.